Công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam đã đưa xe đạp công cộng ra một số điểm trạm trên địa bàn thành phố như công viên Lenin, vườn hoa 19 tháng 8, đường Thanh Niên để kiểm tra kỹ thuật trước khi chính thức đưa vào vận hành tại 79 điểm trạm. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân hoàn thiện công tác tạm bàn giao mặt bằng cho công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam. Theo kế hoạch, dự án xe đạp đô thị sẽ chính thức khai trương, phục vụ nhân dân thủ đô trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Đường Cao tốc Việt Nam, các ban quản lý dự án, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc đường bộ Bắc Nam phía Đông. Theo đó, đối với 8 trạm dừng nghỉ đã được chấp thuận vị trí quy mô, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý chỉ đạo tư vấn cập nhật các thông số trạm dừng nghỉ được duyệt, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ danh mục dự án, trình bộ trước ngày 15 tháng 8. Với 18 trạm dừng nghỉ còn lại chưa đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải giao các ban quản lý dự án rà soát, bố trí lựa chọn nhà thầu tư vấn, giải phóng mặt bằng trạm dừng nghỉ, đảm bảo lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ hiệu quả, không vượt tổng mức đầu tư dự án. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tại một số tỉnh thành như Lai Châu ghi nhận 64 trường hợp mắc sốt rét, tăng 16,4%. Khánh Hòa ghi nhận 81 trường hợp mắc, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến trên, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế hai tỉnh thành này theo dõi sát diễn biến tình hình sốt rét và đánh giá kết quả triển khai các biện pháp phòng chống để có các biện pháp chỉ đạo khác, các địa phương kịp thời. Cùng với đó, đẩy mạnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh khác trên địa bàn. Việt Nam hiện đã làm chủ được kỹ thuật ghép tạng với khoảng 6.550 ca ghép thành công. Tuy nhiên, vấn đề nan giải hiện nay là khan hiếm nguồn tạng, trong khi nhu cầu của người chờ được ghép rất lớn. Hưởng ứng Ngày Hiến tạng Thế giới 13 tháng 8 năm nay, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã phát động phong trào đăng ký tại các cơ sở y tế. Làm ở khu công nghiệp cách trung tâm thành phố hơn 20 km, nhưng ngay từ sáng sớm, người phụ nữ này đã xin nghỉ một buổi để đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, tự nguyện đăng ký hiến mô bộ phận cơ thể người sau khi qua đời. Em thấy là việc làm này là một việc làm hết sức rất có ý nghĩa. Và khi mà mình không may qua đời thì mình có thể lại để lại một cái phần gì đó của mình lại cho những người có thể dùng được, để cho cái cơ thể này nó trở nên có ích hơn, có nghĩa hơn. Rất nhiều cán bộ y tế thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cũng đã cùng đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rõ được ý nghĩa của hành động này. Cá nhân tôi cũng mong muốn tất cả mọi người, khi mà chẳng may chúng ta có cái tai nạn bất ngờ chẳng hạn, mà điều đó không ai mong muốn cả, mà phần của cơ thể mình mà còn giúp được người khác thì mình giúp. Theo thống kê tại các nước phát triển, tỷ lệ ghép tạng như ghép thận, gan, tim hơn 90% là tạng hiến từ người chết não hoặc người hiến chết tim. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 6% tạng hiến từ người chết não, chết tim, còn lại hơn 90% từ người cho sống. Với con số hiến tạng từ người cho chết não còn rất hạn chế, có nhiều vấn đề bất cập trong vận động người dân hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam. Cái tỷ lệ người chết não hiến tặng tại Việt Nam rất là khiêm tốn, thuộc vào rất nhiều lý do. Từ văn hóa, rất nhiều những quan niệm chết toàn thây, rồi là rất nhiều những cái thông tin khác, họ nói tới truyền thông, họ nói tới những cái lý do về chúng ta đã dành thời gian quan tâm đến hay chưa. Có một thực tế phải thừa nhận là những cán bộ y tế cũng chưa dành nhiều thời gian quan tâm đến vận động gia đình người chết não hiến tạng. Chương trình vận động lần này sẽ tập trung tại các cơ sở y tế để nhân viên y tế thay đổi quan niệm và trở thành cán bộ truyền thông cho nhân dân khi đến khám chữa bệnh. Thứ nhất là cán bộ y tế tốt nhất là mình đăng ký hiến tạng để tạo nên phong trào và cái hình ảnh. Thứ hai nữa là thành lập các cái bộ phận, các cái chi hội vận động hiến mô và cơ thể người tại tất cả các cơ sở y tế, kể cả các cái tổ chức đoàn thể khác họ muốn khi có điều kiện, để mà vận động những cái người nhà và những bệnh nhân đã chết não, có nguy, có tiềm năng chết não, sẵn sàng hiến tạng sau khi chết não hoặc ngừng tim. Thì đấy là cái nguồn cung cấp sát sườn nhất. Hiện nay cả nước có hàng chục nghìn người ngày đêm vật lộn với sự sống để chờ đợi được ghép mô tạng, nhưng nguồn tạng hiến tặng vẫn còn hạn chế, chủ yếu từ nguồn hiến sống. Số lượng các ca ghép tạng từ người cho sống vẫn chiếm hơn 90%. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư 12, bãi bỏ một số thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức,
nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong 10 thông tư bị bãi bỏ từ ngày 1 tháng 10 có thông tư 15 năm 2012, hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2012. Theo đó, quy định về các trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức tuyển dụng sẽ không còn. Thưa quý vị, trong hướng dẫn để các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 cấp tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện tổ chức dạy môn ngoại ngữ 1 tự chọn ở lớp 1, lớp 2, bắt buộc ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5, phù hợp với thực tiễn của địa phương và đáp ứng yêu cầu được quy định trong chương trình các môn ngoại ngữ 1 của Bộ. Khi thực hiện dạy học tự chọn ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2, cần chú ý bảo đảm tính liên thông với môn ngoại ngữ thực hiện bắt buộc từ lớp 3, thời lượng dạy học phù hợp với hình thức học làm quen ban đầu, không gây quá tải cho học sinh. Các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra đánh giá, trong đó chú trọng đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập, không dùng kết quả đánh giá để xét lên lớp. Việc học tự chọn ngoại ngữ 1 ở lớp 1, lớp 2 phải được thể hiện trong kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định. Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả để lại vẫn dai dẳng và nhức nhối, nhất là với những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Vẫn biết việc quan tâm, chăm lo và xoa dịu nỗi đau da cam là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Nhưng với những người làm công tác hội, họ phải nỗ lực rất nhiều. Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam, phóng viên đã ghi nhận hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin, quận Thanh Xuân. Hôm nay, bà Bùi Thị Thu Én và các hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin, quận Thanh Xuân cùng các nhà hảo tâm lại tiếp nối hành trình đến nhà thăm hỏi, tặng quà và động viên những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn. Từng tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường ác liệt, từng lành lặn trở về đã tưởng là may mắn, nhưng khi ba đứa con chào đời, hai con gái lần lượt đổ bệnh, đi chữa khắp nơi mà không khỏi, ông Phạm Đức Thăng mới biết các con mình đã bị di chứng bởi chất độc da cam. Từ khi mà Hội da cam thành lập đến giờ thì cũng được quan tâm nhiều. Đặc biệt như vậy là phải nói rằng là trong các đồng chí các anh các chị ở trên quận hội, rồi trên phường, hội phường, thì thậm chí cả ủy ban phường đó, thì các anh như vậy là rất là quan tâm đến cá nhân tôi cũng như là đối với con nhà tôi, thì đấy là một cái nguồn động viên để chúng tôi có thể như vậy là chăm sóc cho cháu ngày càng tốt hơn. Còn đây là hoàn cảnh đáng thương của bà Nguyễn Thị Thanh ở số nhà 53 đường Nguyễn Trãi. Người mẹ này đã nhiều năm chăm sóc con trai bị nhiễm chất độc da cam tàn phá cơ thể. Hơn một năm nay, người con trai đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất trở bệnh nặng hơn. Tôi là người mẹ có con bị nhiễm chất độc da cam thì rất cảm động trước sự chăm sóc của các cơ quan đoàn thể cũng như các cá nhân đến cháu. Và rất biết ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các đoàn thể đến những mảnh đời cơ cực này. Đó chỉ là 2 trong 437 người đang hàng ngày phải chống chọi với những di chứng của chất độc da cam trên địa bàn quận Thanh Xuân. Thực tế hiện nay, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, vẫn còn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam dioxin chưa được hưởng chế độ chính sách người có công. Cũng không phải tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hoặc là các nhà hảo tâm cá nhân nào người ta hiểu được là vận động để làm gì một lần gì. Người ta cứ nghĩ rằng là nạn nhân da cam đã có chế độ, nhưng không phải như thế. Không phải thế. Và hiện nay chỉ có một những các bác nạn nhân trực tiếp tham gia chiến trường thì có lương, có hưu và có chế độ chính sách nhà nước. Và một số các con em họ đã làm được chế độ chính sách thì được hưởng cái phụ cấp của xã hội, bảo trợ hàng tháng của xã hội. Còn lại có những gia đình, có những cháu người ta chưa làm được. Và đặc biệt là còn một số đông các bác là mất giấy tờ nhưng vậy chưa làm được giấy tờ. Nên cái đó cũng là cái khó. Không ỷ lại, trông chờ vào các nguồn hỗ trợ từ ngân sách, Hội nạn nhân chất độc da cam quận Thanh Xuân tích cực vận động để có sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, hội đã vận động được tổng số tiền và quà trị giá 436 triệu đồng và đã trao tặng đến 885 lượt nạn nhân da cam. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là trách nhiệm mà còn lan tỏa tình thương, nghĩa cử tốt đẹp trong cộng đồng. Thưa quý vị, tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng đã được Việt Nam và các nước trong ngoài G7 thông qua.
Tại Hà Nội, trong khuôn khổ hội thảo tham vấn do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, các quốc gia đã cam kết huy động số tiền ban đầu lên tới 15,5 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng công bằng. Đây là nguồn tài chính cho Việt Nam trong từ 3 đến 5 năm tới để giải quyết nhu cầu chuyển đổi năng lượng công bằng thông qua các hoạt động như hoàn thiện chính sách nhằm thu hút đầu tư vào chuyển đổi và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, củng cố hạ tầng lưới điện, giáo dục, đào tạo nghề nghiệp, cất giữ và sử dụng carbon, phát triển điện gió ngoài khơi, điện khí. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Theo đó, chuyển đổi năng lượng đầy tham vọng sẽ mang tới những cơ hội đầu tư trực tiếp từ nước ngoài nhằm hỗ trợ tầm nhìn chuyển đổi năng lượng để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất carbon thấp. Giá gạo xuất khẩu tại các vựa lúa châu Á như Việt Nam tiếp tục nới rộng đà tăng mạnh trong tuần này. Trong bối cảnh lệnh cấm xuất khẩu gạo gần đây của quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu Ấn Độ tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung mặt hàng lương thực thiết yếu này trên toàn cầu. Bên cạnh đó, trên thị trường phân bón cũng ghi nhận diễn biến tăng giá. Trong đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008. Các nhà xuất khẩu không ký hợp đồng xuất khẩu mới do giá gạo trong nước này ngày càng đắt đỏ, khiến họ khó đảm bảo nguồn cung cho các hợp đồng. Trên thị trường phân bón, theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, tại thị trường phía Bắc và phía Nam, các nhà máy URE tại Việt Nam cuối tháng 7 và đầu tháng 8 đều có thông báo điều chỉnh giá lệnh tăng theo xu hướng giá thế giới. Phía Nam ghi nhận diễn biến tăng rõ rệt do khan hàng dù nhu cầu tiêu thụ nội địa không mạnh, trong khi giá phân bón tăng chậm hơn tại thị trường phía Bắc dù đang trong giai đoạn chậm bón cho lúa hè thu.